Hai, chào buổi sáng các bạn. Buổi sáng hôm nay mình đến với Hồ Thị Kỷ. Hồ Thị Kỷ hôm nay mình đến với ăn hủ tiếu các bạn. Hủ tiếu này hủ tiếu Nam Giang. Ở bà con ở đây người ta gọi là hủ tiếu Campuchia. Và hủ tiếu Campuchia theo mình tìm hiểu thông tin thì có trên 40 năm rồi các bạn. Và đây là các bạn. Bây giờ mình sẽ vô đây mình ăn. Và mình chia sẻ một số thông tin đến các bạn ha. Và đây là đường Hồ Thị Kỷ các bạn. Và đối diện hủ tiếu Phú Quý là chợ Bông. Cô này đủ chứ mặt là gom lại hai cô. Chú ăn lướt hai con. Ở đây chú hay ra đây ăn không chú? Ở đây chú hay ra đây ăn không? Lúc trước hay ra đây ăn. Dạ, ở đây ngon không? Có cái Campuchia. Dạ. Đúng là hành cá. Hả? Đúng là hành cá khô cá sạch. Khô cá sạch. Nấu nước lèo bằng khô. À, nấu nước lèo bằng khô cá, khô cá sạch. Dạ, giá bình dân nữa hả chú? 44 hài lên. Dạ. Để mình dây hủ tiếu Campuchia Phú Quý các bạn thì mình vào tô hủ tiếu khô để mình cho trộn vị. Đây là hủ tiếu nè, có một con sườn này ha. Và gan thịt và thịt bằm. Vô trong đi đó. Và đây có một miếng thèo. Và thèm theo đó là một cái nước súp và dạ. Có hai chỗ à. Còn hủ tiếu rất là thơm. Là ở ngoài bày vô luôn, bằm nước ngon. Ở đây á mình thấy đang đường sao chuẩn bị mình phải chuẩn bị hủ đường đường á chú đường quá bỏ chú đường vô bớt dạ cái phô đó là hai trăm các bạn có hai ngọn mình đây là các bạn hủ tiếu khô á mình dọn giá hè vô luôn và chén nước súp mình chan vô và khi người ta ăn hủ tiếu khô thì nó sẽ trộn vị nó không có là trộn nước lèo. Còn cái vị á là nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt kiểu thanh thanh á. Nó không có vị mặn, nó chỉ ngọt ngọt thôi. Nhà mình đến Hồ Thị Kỷ á, mình muốn ăn hủ tiếu Campuchia mình phải tranh thủ ăn trước các bạn, tại vì mình sợ hết. Sau khi mình ăn hủ tiếu Campuchia xong thì mình sẽ đi một số hình ảnh và thông tin về chợ Bông mình chia sẻ đến các bạn nha. Và đây là Bông. Chợ Bông Hồ Thị Kỷ thì rất là nổi tiếng rồi các bạn, cũng như là một chợ đầu mối về bông ở Sài Gòn, có từ năm 1987 và được tập kết bông từ các nguồn như là Đà Lạt nè và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngoài bán bông ra thì ở Hồ Thị Kỷ thì còn có bán thêm những dụng cụ cắm bông, cắm hoa. Phía bên đây thì các bạn thấy nè, đây là những dụng cụ để dùng để cắm bông. Các bạn nào mà đam mê cắm bông thì mình ra đây mình tìm những dụng cụ phù hợp với mình cắm ha. Ui, có mấy bông cúc đẹp quá. Hai phần này là bông sen, có bán hoa lại tươi. Cái này là cây hồng sao các bạn, hồng sao này người ta bán 30. Và còn đây là móng rồng người ta bán 80. Nó cây này cái gì quên rồi? Đô la anh đào. Đô la anh đào, ở đây bán nhiêu? Đây là 80 nè, loại này là 170. 170, cũng nó là cũng đô la anh đào luôn. Đúng rồi, tại vì nó khác ở cái chỗ đó. Đây, đô la anh đào ở đây. Rồi lại 80 nó chỉ có một cây thôi. Nó chỉ có nhiều cây, à. Cây nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà cái loại 170 là nó một cây một à. Nhưng mà ra nhiều nhánh. Nó không có gì nhánh là nó một cây một nó dạng như vậy như là cổ thụ á. À cổ thụ ha. Một cây 170 nên nó mắc hơn là cái gì ha? Nó cao giá hơn là nó mắc lên, nó mắc hơn là nó ăn tùy ở cái thân á. Chứ không ăn thì cái bông đâu, cái thân á. À. Ủa em, còn mình trồng ở cái này mình trồng ngoài nắng thôi chứ trong mát mình đâu trồng được. Đúng rồi. Bông bi. Một bó 100 hả chị? Ừ, mua mấy hàng em đi người ta bán 100 mấy lần. Tại em bán lời rồi. Dạ. Nó về nó bị đen thùng là còn mới. Dạ dạ. Bông bi 100 các bạn. À, một chỗ nhỏ nhỏ gì ở cả 30 có đủ màu luôn. Đây không? Đây đây, công ty mình xuất ra.
phong bi một bó bự gì á là 100. Phong bi thì mình trưng rất là lâu. Nha các bạn, có những bông búp nè. Nhà bông này bông nở ha. Cụ, những dụng cụ, những cái giỏ để mình gói bông. Hồ này có những mớ bông hồng đẹp quá ha, người ta bó sẵn này. Ở đây mình chỉ cần việc mình thích cái nào mình chọn thôi. Ơi đây có một phong hộp, lấy con hộp xôi luôn cô ơi. Rồi đưa cho anh hộp xôi kìa. Nhiều hộp vậy cô? Không, không này. Nhiều. Thẻ ăn mấy cái. Người ta cho một phần. Dạ, một phần nè. À, nhận một phần là hai hộp vậy hả? Dạ, cảm ơn cô nha cô. Trời ơi, mình đi quay bông trên đường Hồ Thị Kỷ có cô này cô. Từ thiện sao không ngon quá trời, ai bữa nay ngày gầm. Một phần gì là ai hợp con các bạn? Con để muối, để gì vô nè, rồi có ai mà lại lấy thì con đưa cho người ta nè. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô nha cô. Rồi rồi đưa đi. Đây người ta mua bông về nè các bạn, người ta sẽ ghim. Dạ, một số hình ảnh và thông tin vừa rồi mình chưa là chợ Hồ Thị Kỷ các bạn, chợ bông Hồ Thị Kỷ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo video của mình ha. Tạm biệt các bạn.